Trong thời gian gần đây thì đã có rất nhiều vụ chống đối, thách thức và hành hung người thi hành công vụ xảy ra với thái độ liều lĩnh và bất chấp pháp luật. Không chỉ tăng về số lượng, đáng lưu ý là tính chất của các vụ chống đối cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại những trường hợp gần đây nhất. Chiếc xe này đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh và điều khiển phương tiện lao thẳng vào lực lượng chức năng, tăng ga nhằm trốn thoát. Khi bị bắt lại thì đối tượng đã có những lời lẽ như thế này. Bây giờ xe tôi không thở thường, tôi không có lỗi gì cả, tốc độ tôi đi đúng, phần đường tôi đi đúng, tôi là một người công dân tốt. Được phép kiểm tra giấy tờ xe. Tôi không, lái xe. Tôi phải có lỗi gì, nhật trình ông đâu, lệnh của ông đâu mà có quyền kiểm tra xe tôi. Đối tượng sau đó đã chỉ bị phạt 13 triệu đồng và đình chỉ hoạt động phương tiện trong một tháng. Lái xe taxi Nguyễn Thành Luân sinh năm 1989 sau khi đi vào đường cấm bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe thì đã bỏ chạy và đẩy cả chiến sĩ cảnh sát này lên trên nắp cabo. Sau đó hành khách trên xe quá sợ hãi đã chạy ra khỏi xe. Còn lái xe thì lại rất bình tĩnh bước ra gặp cảnh sát. Và mới đây nhất, chửi bới, lăng mạ, chống đối, thậm chí là hành hung là hành vi của một người mẫu kiêm diễn viên tại Hà Nội khi bị cảnh sát giao thông cho dừng xe kiểm tra do vi phạm luật giao thông. Những hành vi ngang nhiên chống đối cảnh sát giao thông đang ngày càng phổ biến. Điều đáng lo ngại là theo thống kê, các đối tượng chống đối đang có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu rơi vào độ tuổi 17 đến 30. Theo các chuyên gia, một lý do khiến tình trạng này vẫn đang tiếp diễn là do chế tài xử phạt còn chưa đủ mạnh.